Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm chế độ FPP góc nhìn thứ nhất nha. Và ở cái phiên bản update này thì nó cũng có rất là nhiều thứ mới mẻ, ví dụ như là cử chỉ hành động này, skin súng này và những bộ đồ mới trông rất là bắt mắt. Vâng, điển hình như là cái áo 32 củ. Trời ơi, đẹp lắm anh em ạ. Bên cạnh đó thì nó có bán gói VIP. VIP này thì các bạn có thể điểm danh nhận được skin súng M16 này. K98 này, M4A1 này. Ê, chứ nhầm, không phải M4A1 mà M16, M416. Ok, cứ nhầm với lại bên CF thôi. Có một thằng bay ra vào dàn giáo thôi. Mình sẽ bay vào nhà ca. Vâng, cái điểm đến của mình chắc chắn là phải nhà ca rồi. Từ nhà ca ra thì mình cũng không biết mình phải đi đâu. Tôi lạc quan giữa đám đông. Xuống đây rồi. Trời ơi. Ơ, SKS à? Vâng, ở cái phần skin súng thì chúng ta chỉ có AKM được bán với lại M16 thôi. Còn lại thì chưa có bán gì cả. Có skin UMP thì các bạn có thể UMP màu bạc thì các bạn có thể điểm danh ngày, nhưng rất lâu lắm thì các bạn có thể mới có thể nhận được. Vâng, đối với người dùng free thì các bạn cũng xác định là sẽ xài đồ ngon rất là muộn. Và mình đã nạp vào mua skin M16 rồi. Không phải là mua mà mua cái gói VIP để điểm danh từng ngày. Nhưng sao lại không nhận được M16 nhờ, cho các bạn xem. Skin skin M16 thì ở ngày đầu tiên chúng ta có thể điểm danh nhận được. Rất là tuyệt vời. Ok. Sẽ tiếp tục loot. Chắc thằng này nó sẽ chạy qua khu vực nhà C thôi. Vâng, dàn giáo thì chắc chắn phải đi sang nhà C nó mới đúng bài anh em ạ. Vâng, đi qua nhà khác nó sai sai rồi đấy. Wow, crossbow. Lắm súng thế, trời ơi, bây giờ vẫn chưa có mũ anh em ạ. Vâng, có thể bớt nghèo hơn được không? Toàn mini thôi. Gắt VL. Ok, ở cái phiên bản này thì có gì, có cái gì mình chưa kể nhỉ? Chắc là hết rồi, chỉ bán hai cái skin AKM với lại M16 là được tung ra nhanh nhất thôi. Wow, K98 này. Còn lại thì nó cũng chưa có bán. Vâng, còn những cái thứ free thì với lại skin K98 phải điểm danh các kiểu anh em ạ. Chỉ phát đầu tiên mới là M16 với lại AKM thôi. Mà AKM bán khá là đắt nên mình chưa có tiền để mua. Các bạn thông cảm nha. Nếu các bạn muốn mình có những skin ngon hơn để làm clip cho các bạn xem thì đừng quên xem clip, nhớ nút like và share hộ mình nhé. Ok, mình có thể lấy đó làm cái động lực. Vâng, mua skin bắn cho các bạn xem. Và chắc chắn rồi. Trời ơi, hay thế này thì bắn méo gì. Ok. Mình đã ngửi thấy mùi. Mùi người rồi anh em ạ. Trong nhà hay là ngoài nhà nhỉ? Chắc là ngoài nhà và trên lầu. Đấy, trời ơi, ngồi một cục đấy luôn. Wow. Ok. Legion 01, trời ơi, boss hay là người vậy? Và đây là trận đầu tiên của mình. Mình vào test game một tí xem có cái gì mới và vào bắn một trận luôn. Chắc là rank còn thấp. Không biết chế độ này có rank không ta? Thì cũng chưa xem nữa. Wow, AKM một đống đạn. Nhưng chả có skin nên hôm nay bắn M4 đi. Như bên này có bot hay sao ấy thì chạy rất là nhiều. Ok, chuẩn bá rồi, toàn bot thôi. Ok, cái khu này giàu vãi anh em ạ. Vâng, tận hai cái mũ ba và trên thân của mình bây giờ là full giáp ba, mũ ba, ba lô ba.
Và xuống ống thì full đầy đủ K98 8X. Ơ, gì đây? What the hell? À, súng nó bị nhập vào nhau. Vâng, làm mình hết hồn, cứ tưởng là cái gì cơ. Ok, cái lỗi này thì trên PC cũng có à. Bình thường, chúng ta chỉ cần rút khẩu súng kia ra, rút tiếp khẩu súng tiếp theo thì nó sẽ hết à. Và cái lỗi này thì nó cũng không có ảnh hưởng cái gì hết. Chỉ cái là nhìn nó hơi bị sida tí thôi. Ok, và mình sẽ đi kiếm người bắn nhau. Không biết có chặn cầu không. Mình nghĩ chơi solo thì cũng ít bị chặn cầu lắm. Ít khi thôi. Nhưng chúng ta nên dừng lại chích một tí. An toàn nó vẫn hơn anh em ạ. Thà đứng xa đấu ca còn hơn. Dâng hiến thân xác mình cho nó. Thính chưa rơi ta? Chắc mình sẽ đi nhặt thính để cho các bạn xem. Và mình cũng muốn xem là trong cái thính nó có cái gì mới không. Ok, đi thôi. Chứ bên bản China thì thính đã có mũ 3, giáp 3, ba lô 3, kèm thêm một khẩu súng thính. Không biết trên bản này thì có như thế không. Mình nghĩ đã cập nhật đến như thế này rồi thì chắc chắn cũng có mũ 3 giáp 3 thôi. Nhưng mình cũng không dám nói trước đâu. Lỡ không có lại sấp mặt. Ok. À, ở cái góc nhìn này thì nó hơi sida một tí, là lên xe với lại lên thuyền thì nó vẫn là góc nhìn thứ ba, khá là khó chịu khi mà những thằng đi xe nó lại có góc nhìn tốt hơn những cái thằng chạy bộ. Hình như có người phải không ta? Ừ, cái gì này? Sao lại giật 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 như này à? Trời ơi! Sống có đính vào thuyền đâu mà giật giật kinh vậy? Trời ơi, bắn bừa nó đi. Ok, hai viên rồi. Chắc chắn đây là boss rồi. Thôi thôi, nó có thể bớt giật hơn được không? Khốn khổ vậy. Ui rồi, bắn con bót thôi mà. Khó vãi nổi. Còn bây giờ ngồi trên thuyền nó cứ giật 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 giật. Không biết là hồi trước có giật không. Mình nghĩ là không đâu. Thuyền đứng im mà. Tại sao lại giật? Là mình cũng chưa biết là đi xe thì khi mà vác súng ra sấy thì đạn có còn giật giật với lại bay chuẩn không? Chứ mình thấy đứng lên xe bắn như thế thì sai rồi đấy. Wow. Không biết thính sẽ có gì. Trời ơi. Chán thế. Vâng, thính không có mũ 3 giáp 3. Thính vẫn như cũ, vẫn chưa được update. Ok, mình sẽ bắn Groza ra. Nhưng bây giờ muốn chuyển đổi thì phải lên thuyền. Trời ơi, cái gì này? Không kéo được này. Quay. Ở đâu? Mình đang ngồi góc lái là không đổi được. Ok. Đấy, thế này mới gọi là chuẩn bài.
Rồi chúng ta lại đi nhặt cái thình tiếp theo. Đâu ta? Mất bà nó phương hướng rồi. Đây, ok. Thính vẫn chưa có mũ ba giáp ba anh em ạ. Thật là đáng tiếc. Nhưng không sao, mong sắp tới thì Bluehole sẽ không biết là Bluehole đấy hay gì, mong nhà phát hành game sẽ cập nhật. Trời ơi má ơi, lắm gru ra thế. Ok. Vâng, thính toàn Groza thôi. Chán, chả muốn đi nhầm thính nữa. Rồi. Tầm này tấp vào bờ là vừa. Đối với một khẩu súng Groza thì nó rất là mạnh. Nhưng nó lỗi một cái tâm nòng súng nó hơi giật một tí. Nhưng cũng ok à. Wow, boss này. Trời ơi, trận này nhiều boss vậy. Ok à, mình vừa phát hiện ra một thứ là khi mà bắn phát đầu tiên, khi mà bắn ca thì các bạn giữ nòng thì nó sẽ giữ nguyên để cho các bạn xem đạn rơi như nào. Rất là hay. Rất là tuyệt vời. Một cái sự update rất là tuyệt vời. Như này thì chúng ta sẽ biết được đạn ca nó rơi như nào. Và từ đấy thì các bạn bắn xa nó dễ hơn nhiều. À, thấy rồi nha. Ủa gì này? Trời ơi. Úi trời ơi, để nốt bắn cao quá. Một viên này. Hai viên này. Ui. Nấp hay nha. Vâng, cái setting mình chỉnh lại nó hơi bị cao tay một tí. Chắc bắn xong mình sẽ set lại. Ok, chạy đầu con lợn này. Này thì đấu ca với chúng tôi này. Vâng, đáng nhẽ là nó chết từ cái lúc mà nó đứng giữa đồng cơ. Cái thằng bắn nó ở đâu nhỉ? Nãy thì mình nghe cái tiếng nó bị bắn mà. Bị bot bắn thì phải. Ok, mình lên setting lại cái máu một tí. Để mờ cái này không thể nhìn được. Ok. Như này là thấy rồi. Trời ơi, lắm bot thế này. Nhiều bot vậy. Chắc chắn chúng ta phải đợi đến bò cuối kìa mới được giết người nhiều hơn. Vâng, người chính chủ ấy, chứ không phải là người fake như này. Vâng, hàng fake mà. Chả vui. Wow, nhiều đồ thế. Trời ơi. Ngon. Ok. Vâng, Groza cộng thêm giảm thanh thì nó bá lắm anh em ạ. Bắn rất là sướng. Thôi chúng ta lại đi kiếm người để bắn nhau thôi. Còn 7 người nữa. À, lại bot nữa này. Trời ơi, lắm bot vậy. Ui, ôi, ôi, thôi. Cái này người rồi. Trời ơi, nhầm, sorry. Làm gì căng vậy? Có thể nhẹ nhàng với mình hơn được không?
Rồi. Vâng, lâu lắm rồi mình chưa bắn góc nhìn thứ nhất. Lại gà đi nhiều rồi. Cố cái gì vậy? Vâng, thanh niên vẫn cố anh em ạ. Chắc chắn kẻ headshot mình. Nhưng đáng tiếc thì đạn của bạn ấy toàn găm vào cái giáp 3 của mình thôi. Mà cơ bản thì giáp 3 nó trâu lắm bạn này. Đục đến bao giờ mình mới chết được. Khổ thân. Ok, còn 6 bạn nữa. Chúng ta lúc đầu thôi. Các bạn thấy easy không? Còn mình cứ tưởng sau phát bắn lỗi thì nó sẽ rút người vào. Thật không may. Chơi như này khó chịu thật ý. Chả biết thằng nào là người, thằng nào là bot. Trời ơi, nó rào. Vâng, máu nước ở đâu lắm thế. Chắc thằng này chắc cũng clear được mấy team rồi ấy. Ở đâu? Clear được mấy thằng rồi. Nó mới rào như thế này. Ui, cái định mệnh nữa nữa. Vâng, nó cầm theo 8 cái phớt làm gì vậy ta? Thằng này tính làm y tá à? Đùa. Ok, khu nhà đây này có vẻ ngon đấy. Trời ơi. Bắn cái éo gì vậy? Trời. Vâng. Hình như là chỉ trúng vào người thôi. Khá là đáng tiếc. Không sao. Con thằng này nó núp luôn ạ. Gặp mấy cái thằng hứng chó là kiểu gì nó cũng lòi đầu ra nhìn. Hay là mình đẩy qua chơi nó luôn đi. Khó chịu quá. Một cái định mệnh vãi quả bò. Thôi, quay lại. Quay đầu là bờ. Với cái bo này thì chúng nó phải chạy sang đây thôi. Chúng ta chỉ việc ngồi đây và ăn kill. Các bạn thấy easy không? Cái gì đấy? Nhìn này. Đáng yêu ghê á. Vâng, và bạn cầm AUG đã phải nằm xuống rồi. Bạn ấy bắn rất là gắt và chết cũng rất là hay. Các bạn hãy cho bạn ấy một tràng pháo tay nào. Vâng, cái dáng đứng nghiêng người. Nhìn cái gì thì không biết. Vâng, chắc là nhìn gái thôi. Nhìn kiểu éo gì mà gãy hết cả cổ anh em ạ. Còn cái tướng đứng nhìn gái ghê thật. Không biết đứa nào có phúc đứng trong này để cho nó nhìn thì không biết. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống 1v1 vs 1. Hay còn gọi là 1v2. Ok, bo lại vào khu của mình. Rất là tuyệt vời luôn.
Mình chắc chắn là kiểu gì cũng có một thằng bên này. Ok. Mogu Mogu. Đã phải nằm xuống rồi. Và chúng ta sẽ đến với một thanh niên còn lại ở bên khu nhà này. Wow, hay lắm bò ạ. Bò bóp dái rồi. Bò về hướng đó anh em ạ. Hướng nó thôi, nhưng mình không nghĩ là nó sẽ bên này. Thế là bo qua nhà vệ sinh, không phải nhà vệ sinh, cái nhà kho bé bé rồi. Thế là mình phải kê cái đường qua nhà kho này. Nó mà qua nhà kho trước thì có khi mình lại sấp mặt chứ chả đùa. Ủa, bò nhanh vậy, giật mình. Ok, top 1. Với quả sấy headshot thì bạn ấy đã phải nằm xuống rồi. Bạn ấy tên là Chung Gukhi. Và một cái tên rất là hay. Bye bye bạn nha. Ok, bye bye tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.